Cửa hàng Hiếu Minh Audio xin chào tất cả các bác nhé. Và hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam giới thiệu đến các bác và anh em một dòng sản phẩm mà bên cửa hàng Hiếu Minh mới về. Đó là dòng thương hiệu của GD Gutin có mã hiệu là GF15 nha các bác nhé. Đây là một trong mẫu xúc điện của nhà hãng GD Gutin. Thì nhắc tới thương hiệu GD Gutin thì cũng đã rất là nổi tiếng và cũng đã rất là nhiều các bác anh em đã biết. Những dòng mà đã làm lên tên tuổi của hãng như là những dòng vang này, Gutin KM5FX này, KM6FX này, hay là những dòng nâng tiếng đấy, thì nhiều bác đã biết rồi. Và nhiều bác cũng đã hay săn hàng những dòng mặt hàng đấy. Và ngày hôm nay thì em giới thiệu đến các bác về một mẫu sản phẩm, đó là mẫu xúc điện có mã hiệu là GD Gutin GS15. GD Gutin thì các bác đã biết rồi, đây là thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức và đã 28 năm kinh nghiệm trong ngành âm thanh. Và mẫu xúc điện ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác là mẫu xúc điện Bát 40 mà bên cửa hàng Hiếu Minh vừa mới về. Thì ngay bên ngoài thì các bác đã nhìn thấy là về phần thông tin của sản phẩm hay là về phần thông số của sản phẩm đã có nhé. Các bác nhìn này, 15 inch Astit xúc woofer. Đấy, mẫu xúc là 15 inch là Bát 40 các bác nhé. Và công suất của dòng xúc này nó rất là cao, là 900W. Và như các bác đã biết thì những dòng sản phẩm mà có xuất xứ thương hiệu của Đức thì các bác đã biết là ví dụ như B3 đấy, thì phần giải bát hay là về phần các phần linh kiện đánh rất là sâu, và thứ hai là linh kiện rất là gấu. Thì đây các bác nhìn thấy này, phần giải tần nó xuống rất là sâu, là từ 18Hz cho đến 200Hz và độ nhạy 95 dB. Rồi ok, đấy là bên ngoài vỏ thùng của dòng xúc ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ mở hộp và sẽ review và giới thiệu qua một vòng về dòng sản phẩm này và cũng như là test chất âm của cái dòng xúc này để gửi tới các bác và anh em có thể cảm nhận được về cái phần giải trầm của dòng xúc này nhé. Và em đã để sẵn ra đây một dòng xúc GD Gutin GS15 mẫu Bát 40 để giới thiệu đến các bác và anh em. Thì đối với những dòng hay là kể cả những dòng loa hay là kể cả những dòng xúc mà đến từ Đức thì các bác đã biết là cái phần giải bát đánh rất là sâu và lực. Thì nó sâu và lực như thế nào thì em sẽ giới thiệu đến các bác về phần đằng sau của phần thông số của dòng xúc này nhá. Đây là mẫu Bát 40, mẫu xúc điện. Thì đối với những dòng xúc điện thì các bác có thể dễ dàng ghép với những dòng vang cơ này, dòng nâng tiếng này, hay là kể cả vang số. Đấy, tại vì nó đã tích hợp một cái phần bo mạch công suất ở bên trong dòng xúc điện này. Và phần bo mạch công suất đấy cái gì công suất nó rất là lớn nha các bác nhé. Thì em sẽ quay và kể cả phần thông số sẽ giới thiệu đến các bác về phần sau. Rồi ok, thì em sẽ giới thiệu về phần hình dáng bên ngoài của cái dòng xúc này. Thì đối với một quả xúc như thế này thì nó thiết kế theo dạng hình vuông nha các bác nhé. Thiết kế theo dạng hình vuông. Thì ở đây thì em sẽ đo để cho các bác có thể tham khảo được cái số đo, và khi các bác để trong không gian gia đình nhà mình nó sẽ được phù hợp. Đấy, ở đây em nhờ đây, đo giúp anh khi quả bát này. Đây đo chiều ngang trước này, chiều ngang nhá. Ở đây em sẽ đo chiều ngang trước này. Chiều ngang ở đây nó là rơi vào là 48 này. Chiều sâu, chiều sâu sẽ rơi vào là cũng 48 nha các bác nhá, theo một dạng hình vuông. Và chiều cao, chiều cao ở đây là cũng 48 hết nha các bác nhá. Tức là 48 × 3, 48 × 3 thì nó sẽ theo dạng hình vuông nha các bác nhá. Và thiết kế theo mặt màu đen thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với bộ dàn và để trong không gian gia đình nhà mình nó rất là đẹp. Thì ngay phía trước thì thôi, ở phần e căng thì các bác có thể thấy là thương hiệu Gutin, GD Gutin, Germany. Đấy, thương hiệu đến từ Đức. Và nó thiết kế là có cái phần e căng này ở bên trong là nó có một lớp lưới. Ở đây là lớp lưới để ngăn bụi nha các bác nhé, ngăn bụi. Đấy, thì các bác có thể sau này các bác có thể dễ dàng tháo cái ốc này ra này, tháo những cái ốc này ra. Thì các bác có thể dễ dàng vệ sinh bên trong cái phần quả xúc này mà vẫn giữ được cái phần driver, nó không hề bị ảnh hưởng đấy ở của quả xúc nha các bác nhé. Và phần sơn thì cái này nó sử dụng là nước sơn sần, nước sơn sần đấy, nước sơn sần đấy, các bác để tay vào đây đấy, rất là gồ ghề. Sơn sần thì nó sẽ chống ngăn chống ẩm cũng như là chống nước vào quả xúc này để đảm bảo cho cái phần bo mạch bên trong nó sẽ được tốt hơn và nó sẽ không bị ảnh hưởng về cái phần ẩm nha các bác nhé. Rồi ok, đấy là về phần thiết kế. Thì thiết kế của quả xúc này thì đối với những cái thanh bắt này, các bác nhìn thấy chưa, những cái phần khớp nối này nó có một cái đường ray
ray kẻ chỉ ở dưới này, kẻ chỉ ở trên này, và kẻ chỉ ở phần bên cạnh cũng thế này. Đấy, phần dưới cũng thế này. Nó rất là đẹp nhá, nhìn nó rất là lạ mắt và đẹp. Và bên hông thì nó sẽ có hai phần tay xách để các bác có thể dễ dàng di chuyển. Và tay xách này nó thiết kế là tay xách bằng sắt này các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn, bê đi bê lại rất là dễ dàng, nhỏ gọn. Đấy, và đặc biệt là cái phần giải bát đánh rất là sâu và uy lực. Thì tại sao em bảo các bác là phần giải bát nó đánh sâu và uy lực? Tại vì nó sở hữu cho mình là một giải tần xuống rất là sâu, là từ 18 hẹt cho đến 200 hẹt nha các bác nhá. Ít những dòng xúc điện mà nó xuống sâu được thế này. Đấy, rất ít nhá. Và công suất ở trên cái phần bo mạch, công suất của nó sẽ là 900W. Thì đối với bình thường những dòng xúc điện thì bình thường các bác để ý là nó sẽ bo mạch công suất của nó sẽ chỉ rơi vào khoảng từ 700 thôi, 700 cỡ đến 800 đổ lại. Thì nhưng đối với quả súp mà GD Utin GS15 ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác mà nó sở hữu công suất là mạch class D và công suất đánh là 900W. Đấy, 900W. Thì các bác đã biết là đối với những dòng mà chạy mạch class D đấy thì nó đánh nó sẽ sạch tiếng và nó đánh nó có gì đó, nó đánh nó rất là chi tiết. Đấy, về phần súp này. Và các phần căn chỉnh thì ở đây nó có 3 phần căn chỉnh nha các bác nhé. Thứ nhất là phần giải tần thì các bác có thể bình thường là em căn chỉnh thì em sẽ để hướng 1 giờ. Đấy. Còn cái hướng pha này thì các bác bình thường là ở trên những dòng súp đời trước thì các bác có thể để ý là những cái phần đảo pha này nó sẽ đảo bằng hai công tắc. Công tắc là gạt lên gạt xuống từ 0 cho đến 180. Thì nhưng ở trên cái phần quả súp này nó đã thiết kế là các bác có thể đảo pha bằng cách là các bác xoay này, xoay, xoay nhá. Xoay cái để tìm được cái phần pha nào nó đồng pha và nó phù hợp với loa của các bác. Và tiếp theo đó là một phần volume, đấy, âm lượng của súp. Và phần vào, phần nhạc vào của nó thì nó có hai đường vào nha các bác nhá. Một đường bằng jack truyền thống là bằng đường line input ở đây, tức là đường AV. Và một đường nữa là bằng đường canon để các bác có thể dễ dàng phối ghép và cũng như là cắm vào nâng tiếng cũng được này. Đấy, cắm vào vang số cũng được, hay là cắm vào phần của vang cơ cũng được hết nhá. Và cái phần bo mạch công suất này thì nó cũng không thể thiếu, nó là một cái phần nhôm tản nhiệt ở bên ngoài. Và phía dưới là nó có một lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi này thì bình thường các bác chia sẻ một chút cho các bác và anh em là khi để đối với những dòng xúc điện 30 hay là 40 thì nói chung thì đối với những dòng xúc điện thì khi các bác để ở trong gia đình nhà mình đấy thì các bác để cách cái từ cái lỗ thông hơi này đấy, nó cách tường nó khoảng cỡ từ 7cm trở lên. Nếu các bác để tốt nhất là khoảng 10cm thì nó sẽ là tốt nhất. Tại vì đánh như thế nó sẽ được thoát tiếng ở trên quả súp này, đánh nó sẽ không bị ù. Đấy, và nó sẽ không bị cộng hưởng âm, nghe nó khó chịu, gây khó chịu cho các bác nhé. Rồi ok. Và phía trên của quả súp này thì nó có một cái lá cờ của hãng GD Gutin. Đấy, phân phối rất là nhiều những dòng sản phẩm. Và nó có 3 trung tâm bảo hành dành cho các bác từ đến toàn quốc nhé. Hà Nội này, đấy, Hồ Chí Minh này, Đà Nẵng này, số điện thoại hotline này. Đấy. Và hiện tại nó đang GD Gutin thì đang phân phối 3 dòng sản phẩm là GD Gutin này, Koda và Don. Đấy, hãng Don. Và phía trên là nó có một phần cọc loa để các bác có thể cắm cái loa bát 30 hay bát 40 của các bác vào đây thì đánh thì nó sẽ tiếng ra tốt và thứ hai là nhìn nó rất là đẹp khi các bác cắm cọc nhá. Rồi ok. Và bây giờ em sẽ tháo phần ấy căng này ra để giới thiệu đến các bác về cái phần bát súp bên trong của nó nhá. Và vừa rồi thì em đang tháo ấy căng đây, các bác có thể nhìn thấy đây này. Thì con này nó thiết kế là nó sử dụng là gân cao su. Đối với gân cao su rất là cứng này, cứng và mềm nhá. Thì các bác có thể thấy là đối với những dòng súp mà sở hữu là gân cao su thì đánh tiếng đánh ra thứ nhất là rất là sâu tiếng và thứ hai đánh rất là mềm nha các bác nhé, rất là mềm mại. Và đây màng là sử dụng là màng màu đỏ và phần nón cũng màu đỏ. Màng là sử dụng là màng vải nha các bác nhé. Đấy là một trong những màng rất là cứng này, chắc chắn. Đấy, ok chưa? Rồi ok, bây giờ em sẽ đánh thử cho các bác về chất âm của dòng súp này.